Ta Sa mời cô chú anh chị và các bạn đến với dòng tâm sự thứ nhất. Cùng đường bị lỗi, tôi đành tìm chồng cũ để hỏi vay tiền. Thế nhưng nhìn gói đồ anh đưa, tôi trào nước mắt. Năm xưa, chính tôi là người phản bội anh để đến với nhân tình. Thế nhưng khi ly hôn rồi thì tôi mới biết kẻ đó chẳng qua chỉ muốn chơi đùa cùng tôi mà thôi. Đó là những lời mở đầu trong dòng tâm sự ngày hôm nay mà Ta Sa muốn gửi đến cô chú anh chị và các bạn. Thì để biết dòng tâm sự này có nội dung chi tiết như thế nào, sau đây Ta Sa mời cô chú anh chị và các bạn cùng lắng nghe. Chồng cũ của tôi là một người hiền lành, chịu thương chịu khó và chiều chuộng tôi tất cả mọi thứ. Trong thời gian đầu, cuộc sống vợ chồng tôi khá hạnh phúc và đầm ấm. Thế nhưng hạnh phúc đó chỉ kéo dài được vài tháng khi chồng tôi bảo về nhà một khoản nợ. Anh xin lỗi em vì anh ham làm giàu quá, muốn sớm có tiền để mua một ngôi nhà cho hai vợ chồng ở, nên mới xảy ra cớ sự như thế này. Tôi sững sờ và đau đớn khi chồng bảo khoản nợ 500 triệu. Với đồng lương 3 cọc 3 đồng, đó là một số tiền lớn đối với tôi. Thật không ngờ mới lấy chồng chỉ được vài tháng mà tôi đã phải chịu đựng cảnh này. Tuy chấp nhận cùng chồng trả nợ, nhưng trong lòng tôi vẫn gợn sóng. Rồi dần dần tôi có thái độ cửa trên với chồng. Nhiều khi lên cơn bực tức, tôi còn mắng anh ấy: vì anh mà em mới phải vất vả và mệt nhọc như thế này. Người ta lấy chồng thì được nhờ chồng, còn em chưa nhờ vả được gì đã phải gánh nợ cho chồng. Đó là những lời tôi hay nói với anh khi tôi tức giận. Trái ngược với thái độ của tôi, chồng vẫn luôn chiều chuộng tôi hết mực, như là muốn bù đắp cho những tội lỗi mà anh ấy đã gây ra. Mỗi sáng, anh đều dậy sớm để nấu bữa sáng và còn chuẩn bị luôn cơm trưa cho tôi mang đi làm. Chiều tối tôi tan ca rất muộn. Thật ra tôi cố tình về muộn như vậy vì cứ hễ về đến nhà là tôi lại cảm thấy không khí rất nặng nề và ngột ngạt. Vậy là bữa tối phần lớn là do chồng nấu, còn tôi gần như chẳng động chân động tay vào việc nhà. Đến cuối tuần tôi lại hay viện cớ đi cà phê với bạn. Từ đó tình cảm vợ chồng cứ thế dần phai nhạt. Sau một lần tình cờ gặp lại bạn trai cũ, nghe anh ấy nói rằng vẫn chờ đợi tôi suốt bao năm qua mà tôi cảm động đến bật khóc. Và rồi tôi đã lừa dối chồng nhiều lần để đi với bạn trai cũ. Thậm chí có đôi lúc tôi còn suy nghĩ là mình sẽ bỏ chồng để lấy bạn trai cũ. Bởi vì suy cho cùng, bây giờ chồng tôi là gánh nợ, còn bạn trai cũ của tôi hiện tại rất giàu có. Nếu như đến bên anh ta, tôi sẽ không phải chịu khổ nữa và không phải lo miếng cơm từng bữa nữa. Khi tôi còn chưa kịp suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện, thì chuyện tôi ngoại tình đã bị chồng phát giác. Nếu như em chia tay bạn trai cũ, thì anh sẽ bỏ qua tất cả mọi chuyện để vợ chồng mình được như xưa. Một là anh, hai là hắn ta, em hãy chọn đi. Đằng nào thì anh cũng đã biết rồi, tôi cũng chẳng vòng vo nữa. Tôi có ý định ly hôn từ lâu lắm rồi. Tôi đã quá mệt mỏi với việc trả nợ cùng anh. Chúng ta nên ly hôn đi. Vậy là cuộc hôn nhân của chúng tôi cứ như vậy kết thúc. Sau khi ly hôn, tôi dự định sẽ kết hôn với bạn trai cũ. Nhưng lúc đó, tôi lại phát hiện anh ta đã có vợ sắp cưới. Còn tôi chỉ là vui chơi qua đường mà thôi. Tôi nhốt mình trong phòng và bật khóc nức nở. Giây phút đó, tôi mới cảm nhận được sâu sắc cảm giác bị phản bội là như thế nào. Nhưng bây giờ tôi hối hận cũng đã muộn rồi. Năm thứ tư sau khi ly hôn, mẹ tôi mắc bệnh nặng, cần một khoản tiền để phẫu thuật. Tuy nhiên, do bình thường tôi tiêu xài hang phí, nên trong nhà chẳng còn được mấy đồng tiền tiết kiệm. Căn bản chẳng thấm vào đâu so với số tiền viện phí của mẹ. Cùng đường bị lỗi, tôi mũi mặt tìm đến chồng cũ để hỏi vay tiền. Khi trình bày hoàn cảnh của mình, anh đưa cho tôi một gói đồ cùng một tấm thẻ ngân hàng, rồi anh nói: trong gói đồ này là một số loại thuốc bổ em mang về cho mẹ em uống, còn trong thẻ ngân hàng này có 300 triệu, mật khẩu là ngày sinh của anh. Năm xưa em cho anh 100 triệu để trả nợ, giờ coi như anh trả cho em cả gốc lẫn lãi. Từ nay hai chúng ta không ai nợ ai nữa, anh cũng sắp có vợ rồi, mong em sau này đừng đến làm phiền anh nữa. Tôi bất giác tâm sự nước mắt. Anh là một người đàn ông tốt, nhưng tôi đã rời khỏi nhà bố mẹ vợ.
Bố mẹ tôi muốn chúng tôi ra ở riêng để em trai tôi có chỗ cưới vợ. Tôi rất tán thành lời đề nghị của bố mẹ. Sau khi chúng tôi cưới nhau, chúng tôi vẫn thuê phòng trọ để sống. Nhưng bố mẹ tôi thương quá nên kéo vợ chồng tôi về nhà sống cùng. Lúc đó, em trai tôi chưa lập gia đình nên gia đình cũng rộng rãi và dễ thở. Suốt thời gian tôi sinh đứa con đầu lòng đều được ông bà ngoại chăm sóc chu đáo cẩn thận. Hàng ngày, vợ chồng tôi đi làm, chiều về đến nhà là ông bà ngoại đã dọn cơm sẵn chờ. Vài lần tôi có gợi ý sẽ góp tiền ăn để ông bà đỡ tốn kém. Thế nhưng lần nào ông bà cũng không lấy. Bố tôi bảo chúng tôi hãy giữ lấy và tiết kiệm để sau này mua nhà. Chỉ cần tiền lương hưu của bố mẹ là đủ chi tiêu trong gia đình rồi. Tuần trước, trong lúc ăn cơm, bố tôi nhắc nhở chuyện em trai tôi đã lớn mà chưa lấy vợ, không cẩn thận lại ế. Em tôi nói rằng gia đình đông người lại chật hẹp, lấy vợ rồi sợ mâu thuẫn gia đình. Em ấy thu nhập lại rất bấp bênh nên không muốn ra ngoài thuê phòng trọ. Hiểu được nỗi khổ của em trai tôi, ngày hôm sau, bố gọi tôi lại và khuyên tôi nên ra ở riêng. Bố bảo suốt 7 năm qua, vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ, đã đến lúc chúng tôi nên tự lập. Bố không muốn vì chuyện bao bọc con gái mà con trai không dám lấy vợ. Tối hôm đó, tôi nói với chồng về chuyện sẽ ra ngoài sinh sống, nhường lại nhà cho em trai lấy vợ. Bất ngờ, chồng tôi nói con nào chẳng là con. Tôi là con gái, cũng có quyền như con trai. Sau này bố mẹ tôi mất, tôi cũng được hưởng một nửa ngôi nhà, việc gì phải rời đi. Chồng tôi bảo rằng sống chung với bố mẹ vợ, mỗi tháng tiết kiệm được gần như toàn bộ tiền lương. Anh sợ ra ngoài rồi sẽ chẳng để dành được đồng nào. Sắp tới tôi lại sinh thêm đứa thứ hai, ra ngoài ở không có sự chăm sóc và giúp đỡ của bố mẹ vợ sẽ khó khăn vô cùng. Với lý do trên, chồng nhất định chưa muốn rời khỏi nhà bố mẹ vợ trong thời gian này. Anh muốn ở lại thêm vài năm nữa, đợi khi nào con thứ hai cứng cáp rồi thì sẽ chuyển đi. Có lẽ khi bố mẹ tôi còn khỏe, còn sức để phục vụ cho gia đình tôi, thì chồng mới còn lưu luyến và chưa muốn rời đi. Đến khi ông bà sức cùng lực kiệt, anh mới tính kế để rời khỏi nhà. Tôi thật sự quá thất vọng về sự tính toán của chồng. Tôi không biết phải nói sao để anh ấy chịu rời khỏi nhà bố mẹ vợ nữa. Như vậy là Tasha vừa mới chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn hai dòng tâm sự của chương trình ngày hôm nay. Thì qua hai dòng tâm sự, cô chú anh chị và các bạn có những suy nghĩ, những chia sẻ cũng như là những lời khuyên dành cho những nhân vật trong câu chuyện thì có thể bỏ lại phần bình luận bên dưới. Một lần nữa, Tasha cảm ơn cô chú anh chị và các bạn thật nhiều. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở những dòng tâm sự tiếp theo. Xin mến chào!